Hello, xin chào mọi người. Video này mình sẽ chơi tựa game Kick the Booty. Rồi, bắt đầu này. Chọn này, đập nó. Đánh này. Kế tiếp này. Bình xịt côn trùng. Xịt thẳng vào mặt nó. Rồi. Các khối chữ này. Súng điện này. Rồi, giật cho tan xác rồi. Đây răng. Tiếp đến là cái quạt này. Tạ 16 tạ này. Rồi, đập xuống. Đi. Bom. Rồi, kích nổ này. Cho nó vào, xay thịt. Xay này. Ok. Rồi, nó đã biến thành những chiếc xúc xích rồi. Cho nó tắm bột này. Bật nước nóng lên. Nước lạnh này. Nó đông đá trong bồn luôn rồi. Đó. Rồi. Rồi, tiếp theo. Dùng con rơi này. Rất nhiều rơi. Đập đó. Rồi, trong lớp xoáy này. Hút nó vào. Tiếp đến là xương rồng này.